Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê, người gặp ông Philip-phê và nói: "Anh hãy theo tôi." Ông Philip-phê là người Bethsaida, cùng quê với các ông Andre và Phêrô. Ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: "Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth." Ông Nathanael liền bảo: "Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được?" Ông Philip-phê trả lời: "Cứ đến mà xem." Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống trên con người." Thank you.
xin dâng lên Chúa nhờ tràn ngàn với những ước nguyện mà chúng con chân thành thầm mong ước, để những lời nguyện chúng con dâng lên trở thành hiện thực trong đời sống của chúng con, như sự kiện lời Chúa ngày hôm nay cho chúng con thấy. Khi chúng con có được các mối tương quan tốt thì chúng con lại thêm được niềm tin xác tín vào sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa chúng con. Xin cho mỗi người chúng con ý thức được sự hiện diện của Chúa, đặc biệt Chúa Thánh Thể đang hiện diện giữa chúng con, để mỗi ngày chúng con thêm tin tưởng hơn nữa, tín thác hơn Chúa hơn nữa, biết lan tràn đến với Đức Thánh Thể, để chúng con có những mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, qua đó chúng con thêm được niềm tin để chúng con càng ngày biết tin tưởng tin thác vào Chúa, qua những lời nguyện mà tại đây chúng con chân thành dâng lên Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa muốn con người cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa, nên Chúa đã gọi các môn đệ đầu tiên: anh hãy theo tôi. Chúa cũng đã mời gọi mỗi người chúng con để đi theo Chúa theo những ơn gọi khác nhau: ơn thánh linh, ơn gọi tu sĩ nhân từ, ơn gọi hôn nhân trong đời sống gia đình. Xin cho chúng con nhảy đến nhận ra lời mời gọi này và đáp trả bằng cách sống thật tốt theo ơn gọi của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xưa kia ông Phi-líp-pê và các môn đệ đã không hiểu Chúa riêng cho mình, nhưng ngày nay vẫn còn nhiều người chưa nhận biết Chúa, chưa được nghe giới thiệu về Chúa bởi người Kitô hữu chúng con đã quên đi sứ vụ ngôn sứ được giao khi lãnh nhận ý tích rửa tội. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng con và mọi Kitô hữu trên toàn thế giới ý thức về trách nhiệm và vai trò ngôn sứ của mình qua việc loan báo tin mừng. Xin cho chúng con biết giới thiệu Chúa cho người khác bằng chính đời sống đạo đức, bác ái, yêu thương, giúp đỡ nhau cũng như biết tham gia tích cực trong các sinh hoạt của giáo xứ với lòng thật sự yêu mến Chúa chứ không vì danh lợi cá nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, một trong những cách ông Phi-líp-pê muốn thấy được Chúa là lời hãy đến mà xem. Xin cho mọi người chúng con cũng biết áp dụng bài học này bằng cách mời gọi mọi người đến mà xem qua các lớp học hỏi kinh thánh, các giờ chầu thánh thể, các thánh lễ, các buổi tịnh tâm, để họ nhìn thấy những hình ảnh sống động, những ngọn lửa sống bén trong các buổi thờ phượng học hỏi đó. Nhờ vậy họ sẽ tin vì họ nhìn ra tiếng Chúa Giêsu đang sống, đang hiện diện giữa cộng đoàn dân thánh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là đấng quyền năng, Chúa thấu suốt mọi sự, Chúa ở khắp mọi nơi. Chúa đã nhìn thấy ông Nathanael trước khi ông Phi-líp-pê chở ông đến gặp Chúa. Giờ đây chúng con tin chắc rằng Chúa cũng đang hiện diện nơi đây. Chúa thấu suốt tất cả những tâm tư, nguyện vọng thầm kín nhất trong tâm hồn của người chúng con, dù chúng con không nói ra. Xin Chúa hãy chúc phúc cho cha quả sứ, quý cha, quý thầy trong cương vị, những người đang hiện diện nơi đây và cả những người vắng mặt. Xin Chúa hãy tỏ lòng xót thương thêm mọi nhu cầu của chúng con. Chúng con xin cảm tạ Chúa và chúng con cương quyết thốt lên: chính Chúa Giêsu là con Thiên Chúa,
là vua Israel. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa cho những ước nguyện này trở thành hiện thực trong đời sống của mỗi người chứng nhân chúng con, để qua đó mỗi người chúng con cũng biết chu toàn sứ vụ giới thiệu Chúa cho anh chị em của mình bằng chính đời sống chứng nhân của mỗi người chúng con sống các giá trị tin mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.